bay đi đâu rồi. Cái này mới phải là trái tim mà. Thôi rồi, qua ngay. Đấy, như này nó sẽ hình thành hình chữ T này. Đúng không? Gần giống. Đúng rồi. Nhưng mà như này nó giống hơn. Anh có làm được không? Làm được. Làm đi. Đấy. Làm đi. Còn để anh quay. Đây thôi. Làm như này mà. Đây gì? Thế. Anh không giống chim trái tim rồi. Đâu phải hình chữ T tắt nữa đi. Đấy. Đây hình chữ T rồi. Đây đâu phải hình chữ T. Đúng không? Đây đâu phải hình chữ T.